Xin chào mọi người. Hôm nay thì thời tiết khá là đẹp đúng không mọi người? Thì mình có đi ra ngoài. Thì nếu mà các bạn xem video clip này của mình thì chắc đây là những ngày cuối cùng mà mình sẽ ở Nhật Bản. Sau khi đi dạo vòng vòng á các bạn thì mình quyết định ghé vô một hàng bông. Thì hôm nay là mình sẽ đi lên nhà thờ các bạn. Cảm ơn vì 3 năm qua mình ở Nhật được mọi sự bình an. Thì cũng như là lần cuối mình chào tạm biệt mẹ và nhà thờ giáo xứ Matsumoto các bạn. Thank you.
ど、めでたいことにですね、飛行機が早めに来れましたということで、まあ、ちょっとバタバタするけど、まあ、チャンさんベトナムに帰ることができます。なのでまあ、嬉しいことですね。家族にも会えるし、あの本当に3年間一番最初に来た時に最初の夜あそこの店舗でラーメン食べました、ね、3年間って本当早いなと思うと、こうやって3年間経つから何が残るかってやっぱりいい思い出ですよね。なのでチャンさん本当に水道を明るく元気にみんなを盛り上げてくれてありがとうございました。本当に素晴らしい3年間ベトナムから遠くから日本に来てくれてありがとうございました。本当にあれですね、ベトナム皆さんお友達がいると思ってですね、大事なお友達がいると思ってチャンスがあったら遊びに行くのと、あとチャンさんは日本に家族がいます、はい、そこが一番大きいところだと思います。日本にこれだけの家族がいますので、またいつでも遊びに来てください。はい、チャンさん一言。はい、皆さん今日お疲れ様でした。今まで大変お世話になっておりました。もういいや。今まで、ね、ありがとうございました。店長いろいろありがとうございました。続けてくださいございます。
3 năm ở Nhật Bản. Đây là khu vực chờ nè mọi người. Thì các bạn cũng biết là vì dịch Covid đó các bạn, cho nên là mình phải mặc đồ bảo hộ. Thì thường thường thì mình chỉ coi trên những cái hình ảnh, những cái video clip thôi. Hôm nay là mình mới được gọi là thực tế nè mọi người. Thì mặc cái này rất là nóng luôn các bạn. Cho nên là mọi người nếu mà đi về các bạn nhớ bận đồ ở trong cho nó thoải mái một xíu để mặc cái này vô không có bị ngợp á. Mình mặc cái này vô mà về tới Việt Nam là coi như sắp chết luôn. Đó mọi người, bây giờ thì sẽ bịt khẩu trang rồi sẽ đội cái nón vào nữa. Giống như mấy anh chị này vậy nè mọi người. Đây là mình đội cái nón vô, các bạn nhìn giống như trong bệnh viện ghê luôn á chứ. Đeo bao tay nữa các bạn. Thì bây giờ mình sẽ tiến ra sân bay. Thì hãng bay hôm nay mình bay là hãng Vietjet nha mọi người. Chuyến bay vào lúc 7 giờ tối. Mà chuyến bay mình đi các bạn là chuyến bay gọi là cứu hộ của đại sứ quán nha. Dự kiến của chuyến bay đi với các bạn là 7 giờ nhưng mà gần 8 giờ thì mới bay. Thì các bạn hay đi Vietjet hay là cũng có biết thông tin về Vietjet rồi đó, thì đa số là sẽ bị delay. Thì hôm nay là mình bị delay cũng có 1 tiếng thôi cho nên là cũng đỡ. Chứ mặc bộ đồ này mà delay 5-6 tiếng chắc là chết luôn trên máy bay á. Mình về chuyến máy bay cứu hộ của đại sứ quán bằng cách nào cũng như là về cách ly như thế nào thì mình sẽ làm ở video clip tiếp theo cho mọi người cùng
tham khảo nha. Tại vì video clip này đến đây cũng khá là dài rồi, và mình cũng chỉ muốn ghi lại những khoảnh khắc của mình ở Nhật để chia tay với mọi người thôi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã theo dõi hành trình của mình 3 năm ở Nhật. Tuy nhiên là mình cũng còn rất là nhiều video clip ở Nhật mà chưa có edit xong. Thì nếu mà về Việt Nam có thời gian thì chắc chắn là mình sẽ edit và làm để cho mọi người cùng xem và tham khảo nha. Còn bây giờ thì mình phải trở về Việt Nam và ăn cơm mẹ nấu thôi. Cảm ơn mọi người đã xem đến cuối video clip này. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở Việt Nam nha.